الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Trên lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một người Sahaba của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ông là người được gọi là Dhun Nurain, nghĩa là người đàn ông có hai nguồn ánh sáng. Và ông là một trong bốn vị thủ lãnh Khalifa al-Rashidin của Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam và là vị thủ lãnh thứ ba của Islam. Ông được gọi là Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Khi nói về ông là chúng ta nói về một người đàn ông có bản tính rất là e thẹn, mắc cỡ, khiêm tốn, rộng lượng, thích làm từ thiện và bố thí, là một người tuy rất mạnh mẽ nhưng khóc mỗi lần hành lễ Salat Tahajjud trong đêm. Và ông ta đã hy sinh rất nhiều và rất nhiều cho tôn giáo Islam, chẳng những về tài sản của mình, thậm chí ông còn cả hy sinh tánh mạng của mình chỉ vì không muốn gây hại đến bất cứ một ai, cho dù đó là những người đang có ý định muốn ám sát ông. Khi Imam Ali bin Abi Talib radiallahu anhu được hỏi về ông Uthman bin Affan radiallahu anhu thì ông ta nói: đó là người đàn ông được bề trên gọi là Dhun Nurain, tức người đàn ông có hai nguồn ánh sáng. Đúng vậy, Uthman bin Affan, ông được sinh sau Nabi sallallahu alaihi wa sallam 6 năm, nghĩa là ông nhỏ hơn Nabi sallallahu alaihi wa sallam đến 6 tuổi. Ông là người có dốc dáng trung bình, không cao cũng không lùn, người có làn da mịn, râu rậm dày, có vai rậm. Ông được toàn dân người Quraysh yêu thương bởi ông là người có bản tính ôn hòa, dễ mến, tuy rất là giàu có nhưng lại khiêm tốn vô cùng và biết lắng nghe mọi người. Một điều khác lạ ở những người giàu có là ở họ có sự cao ngạo và khinh khi mọi người khác, nhưng ở Uthman thì không. Ông là người tuy rất là giàu, là một thương gia giàu có nổi tiếng, nhưng ông được mọi người yêu mến bởi cái tấm lòng hào hiệp rộng lượng, nhất là sự khiêm tốn và chịu lắng nghe như ông. Trước khi vào Islam, ông chưa từng quỳ lại bất cứ bục tượng nào, và ông cũng chưa từng làm những điều khả ố nào. Ngược lại, ông còn lấy làm ngạc nhiên trước những cái hành động zina, uống rượu của người khác. Ông nói: làm sao con người lại có thể zina, uống rượu và làm những cái hành động lệch lạc thế kia? Uthman đã đem lòng thương Ruqayya, con gái của thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam, nhưng ông ta đã không thể cưới bà ta làm vợ. Bởi thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam gả cho Utba, con trai của Abu Lahab, bác của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Cuộc hôn nhân đó làm cho Uthman rất đau lòng và đau khổ đến nhường nào. Uthman là một người thông minh và sáng suốt, và ông ta có một người cô cũng sáng suốt, thông minh như ông ta vậy. Thì một ngày nọ sau cuộc hôn nhân của Ruqayya, thì bà đã đến gặp Uthman thì thấy đứa cháu dưới mặt rũ rượi và buồn bã, thì hỏi chuyện gì xảy ra. Thì sau khi tâm sự với người cô thì người cô mới nói: này Uthman, chẳng lẽ cháu không muốn cô báo cho cháu biết một điều quan trọng hơn điều đó hay sao? Đó là có một người đàn ông xuất hiện tự xưng là Nabi, và ông ta đã kêu gọi đến việc thờ phượng Allah duy nhất và từ bỏ tất cả việc thờ phượng bậc tượng của ông bà cha mẹ chúng ta. Câu nói đó làm cho Uthman lấy làm vui mừng, bởi đó là điều ông ta mơ ước bấy lâu nay. Thì ông ta ra ngoài, thì trên đường đi ông ta gặp được Abu Bakr. Thì ông ta mới nói: này Abu Bakr, ông có nghe được lời nói của cô tôi chưa? Cô tôi đã nói rằng có một người đàn ông xuất hiện xưng mình là Nabi, kêu gọi đến sự thờ phượng Allah nhất và từ bỏ tất cả những bậc tượng mà ông bà tổ tiên chúng ta đang thờ phượng. Thì Abu Bakr khuyên nói: này Uthman, tôi biết được cậu là một người đàn ông sáng suốt, quyết đoán, giữa chân lý và giả tạo không thể làm cho anh nhầm lẫn được. Lẽ nào anh không nhìn thấy dân chúng của chúng ta đang thờ phượng ra sao ư?
Uthman hỏi, ý ông muốn nói gì? Thì Abu Bakr mà nói, họ đang thờ phượng bức tượng đất đá, trong khi chúng nào có biết nghe, nào có biết nhìn thấy được gì đâu. Còn vị Nabi đó thì kêu gọi chúng ta đến thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala duy nhất. Uthman hỏi, người đàn ông đó là ai? Abu Bakr đáp, đó là Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uthman ngạc nhiên nói, là người được mệnh danh là người trung thực thật thà đó ư? Abu Bakr đáp, đúng vậy, đó là người đàn ông trung thực thật thà, xưng mình là Nabi. Uthman hỏi ở đâu thì Abu Bakr chỉ điểm. Thì Uthman đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam thì nghe được lời Nabi giảng cho mọi người. Thì lúc này Uthman mới nói lên câu shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah, chứng nhận Allah duy nhất để thờ phượng và chứng nhận Nabi sallallahu alaihi wasallam là Nabi. Sau khi Nabi sallallahu alaihi wasallam xuất hiện công bố mình là Nabi thì người bác của mình là Abu Lahab bắt đầu trở nên gây hại đến người, và tất cả mọi mũi chỉ gây hại đều hướng đến Nabi sallallahu alaihi wasallam, đến nỗi kể cả ông Uthman cũng không tránh được điều đó. Thì dưới cái sự gây hại tàn bạo của mình, Allah subhanahu wa ta'ala đã thiên khải xuống lời cảnh báo đối với ông Abu Lahab qua lời phán: Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab, hắn và đôi tay của hắn đều bị hủy diệt. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, của cải, tiền bạc và những gì hắn có được sẽ chẳng giúp ích gì được cho hắn. Sayusla narun zat lahab, hắn phải bị thiêu đốt trong lửa ngùm ngục cháy. Và người vợ của hắn, kẻ cũng đã tham gia vào việc xúc phạm và gây hại đến Nabi sallallahu alaihi wasallam, thì ả ta cũng không tránh được lời răn đe của Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, và ả mụ vợ của hắn, kẻ đã vác củi gai. Fi jidiha hablum mim masad, cổ của mụ ta sẽ bị thắt bởi sợi dây được xe từ sơ. Sau đó, Abu Lahab nhằm gây áp lực nhiều hơn đến cho Nabi sallallahu alaihi wasallam thì ông đã ra lệnh cho con trai của mình là Utba ly hôn Ruqayya. Và Ruqayya đã bị chồng ly hôn, trở về nhà cha ruột. Lý lúc này người vui sướng nhất đó chính là Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Ông đã là người chưa vào Islam với tình thương nồng nàn cho bà Ruqayya, thì nay Ruqayya đã trở thành người phụ nữ thôi chồng, thì làm cho cái niềm yêu thương của ông ta dành cho Ruqayya càng thêm mãnh liệt hơn. Và ông đã đến ngỏ lời cưới Ruqayya, và đám cưới của họ được mọi người ca tụng và mọi người khen ngợi. Đó là cặp đôi xứng lứa vì đôi vợ đẹp và chồng cũng đẹp. Và thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã căn dặn con gái của mình vào đêm du quy, con hãy cư xử tốt với Abu Abdullah, tức nói ông Uthman, đó là người đàn ông sẽ được ở gần ta nhất bởi bản tánh tốt đẹp của ông ta. Sau khi vợ chồng chung sống với nhau thì Uthman bin Affan, ông ta không tránh được sự gây hại và áp lực từ phía Quraysh, bởi họ đã không ưa thích những ai vào Islam. Và lúc này Allah subhanahu wa ta'ala đã thiên khải xuống câu kinh ám chỉ về một điều muốn cho họ rời đi vùng đất Mecca đó. Allah subhanahu wa ta'ala đã phán: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Hỡi thiên sứ, hãy nói, hỡi những bề tôi có đức tin, các ngươi hãy sợ thượng đế của các ngươi. Những ai làm điều thiện tốt trên thế gian này thì sẽ gặp được điều tốt trở lại. Và các ngươi hãy biết rằng đất đai của Allah rộng thênh thang. Quả thật, chỉ có những người kiên nhẫn mới được ban trọn.
chọn phần thưởng một cách không tính toán. Thì dường như Allah subhanahu wa ta'ala muốn ám chỉ việc di cư thì phải. Thì Uthman được lệnh của Nabi sallallahu alaihi wa sallam di cư đến Habeshah dùng đất mới. Và ông đã cùng vợ của mình là Ruqayyah đi đến đó. Thì sau thời gian sinh sống, thì do bà Ruqayyah nhớ cha, vợ chồng đã quay trở lại Makkah. Và cũng tại Makkah, họ cũng không tránh được cái sự gây hại của dân Quraysh, mà cái sự gây hại đó ngày càng quyết liệt hơn và ngày càng mạnh bạo hơn. Cho đến khi thiên sứ sallallahu alaihi wasallam ra lệnh tất cả mọi người Muslimin di cư đến Madina. Sau khi đến Madina được 1 hoặc 2 năm, thì bà Ruqayyah đã lâm bệnh nặng. Cho đến khi Nabi sallallahu alaihi wasallam xuất binh ở trận Badr, thì ông ta đã tiên phong đi, nhưng thiên sứ sallallahu alaihi wasallam mới nói: ta muốn con ở lại với một nhiệm vụ quan trọng hơn và có người cần con hơn. Thì ông ta hỏi đó là ai? Là Ruqayyah. Thiên sứ sallallahu alaihi wasallam nhắn nhủ: con ở lại chăm sóc cho vợ của mình, lúc này hơn bao giờ hết Ruqayyah rất cần đến con. Thì sau khi Nabi sallallahu alaihi wasallam thắng trận, thì cũng là lúc bà Ruqayyah trở về do Allah subhanahu wa ta'ala. Thì chúng ta hãy biết Uthman, ông ta đã đau khổ biết như nào, và ông ta đã khóc nước mắt nhiều ra sao. Thì cái nguồn ánh sáng đầu tiên mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã giao cho ông ta nay đã đau vụt tắt. Chẳng những ông ta khóc thương tiếc về sự ra đi của vợ, thì ông ta lại khóc thương tiếc cho việc mình không còn là con rể của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sau khi trở về, thiên sứ thấy Uthman buồn rầu, thì người đã không muốn cho ông ta đau khổ hơn nữa. Và thiên sứ hỏi: này Uthman, con có ý định cưới vợ nữa không? Thì Uthman nói có. Và thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã gả tiếp người con gái thứ hai của người, đó là bà Ummul Kulsum. Thế là Uthman được Nabi sallallahu alaihi wasallam ban tặng cho hai nguồn ánh sáng. Và từ đó ông được gọi là Dun Nuren, nghĩa là người đàn ông có hai nguồn ánh sáng. Thử hỏi, đối với những người nào đã từng đọc về kinh sách và nghiên cứu về lịch sử của những vị Nabi, rằng có vị Nabi nào đã từng gả hai người con gái mình cho một người đàn ông hay sao? Chẳng những vị Nabi đó lại là Nabi tốt đẹp nhất trong giới Nabi của Allah subhanahu wa ta'ala, thì cái giá trị và cái vị trí của Uthman ở trong lòng của Nabi sallallahu alaihi wasallam là rất lớn. Sau khi Ummul Kulsum qua đời, thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã nói: nếu như ta có người con gái thứ ba, ta cũng sẽ gả cho con luôn đó Uthman. Uthman khiêm tốn, mặc dù ông rất giàu có, là một thương gia nổi tiếng, nhưng biết lắng nghe. Và sự rộng lượng của ông ta là một điều chứng minh rằng ông là một người rất thích làm từ thiện, và không có bất cứ hành động từ thiện nào mà Uthman là từ chối. Ngược lại, ông sẵn sàng làm hết tất cả những gì có thể làm để mà được hài lòng Allah subhanahu wa ta'ala. Và thấy rõ ràng nhất đó là trận Tabuk. Khi mà Nabi sallallahu alaihi wasallam kêu gọi đầu quân, thì lực lượng lúc này số lượng sahaba lên đến 30.000 quân, nhưng họ lại thiếu thốn tất cả mọi thứ về vũ trang, lương thực và những thứ khác liên quan. Cho nên Nabi sallallahu alaihi wasallam đã kêu gọi mọi người quyên góp để cho đoàn quân được xuất trận một cách đầy đủ. Thì Abu Bakr đã mang đến cả tài sản của mình, Umar đã mang đến một nửa tài sản của mình, còn Uthman bin Affan đã mang đến 4.000 dinar. Và thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã hỏi ông ta: cậu để lại là gì cho gia đình mình? Thì ông ta nói: tôi đã để lại số tương tự, nghĩa là ông ta đã đem đến một nửa tài sản của mình và để lại một nửa. Thiên sứ sallallahu alaihi wasallam mới cầu xin nói: cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban hồng phúc cho tài sản mà cậu đã để lại, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala mang hồng phúc cho tài sản mà cậu đã cống hiến đây. Với số tiền hiện tại, nó vẫn chưa đủ cho Nabi sallallahu alaihi wasallam xuất binh. Thì người kêu gọi tiếp tục sự đóng góp của mọi người, và người nói: ai chuẩn bị đầy đủ cho đoàn quân của ta đây thì y sẽ được thiên đàng. Ai chuẩn bị đầy đủ cho đoàn quân của ta đây, y sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ tội lỗi. Tại thời điểm đó,
Uthman đã chuẩn bị một chiến buôn gồm 100 con lạc đà với đầy ắp hàng hóa, chuẩn bị khởi hành đi Sham. Được thi sứ kêu gọi như thế thì ông ta đã ra lệnh dừng chiến buôn. Và ông ta đã đem hết 100 con lạc đà đầy ắp hàng hóa đó đến giao cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ông ta chưa thỏa mãn. Ông ta quay trở về, đem đến cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 100 con lạc đà khác tương tự với đầy ắp hàng hóa. Và ông ta chưa thỏa mãn với điều đó. Ông ta đã quay trở về lần thứ 3 và đem đến 100 con lạc đà khác đầy ắp hàng hóa. Và cứ như thế, ông ta đến hết trăm này đến trăm nọ. Và ông ta đã mang đến cả thải cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam là 900 con lạc đà với đầy ắp hàng hóa. Và 40 con lạc đà không hàng hóa. 60 con chiến mã, 700 ukiya vàng, một số lượng vàng rất là nhiều. Nếu như chúng ta so với cái số vàng hiện tại của chúng ta thì nó lên đến khoảng 1.717 cây vàng. Và với 10.000 dirham thì với cái số vàng về số tài sản mà Uthman đã mang đến cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam thì người đã hốt đống vàng đó lên và người đã buông tay xuống và người nói: không còn điều gì hại được Uthman nữa kể từ ngày hôm nay trở đi. Không còn gì hại được Uthman nữa kể từ ngày hôm nay trở đi. Không còn gì hại được Uthman nữa kể từ ngày hôm nay trở đi. Masalul ladhina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Hình ảnh của những người chỉ dùng tài sản của họ cho con đường chính nghĩa của Allah giống như hình ảnh của một hạt giống trổ ra 7 nhánh bông. Mỗi nhánh bông trổ ra 100 hạt và Allah sẽ nhân lên thêm nữa cho ai Ngài muốn, bởi Allah là đấng quảng đại, bao la, hằng biết hết mọi việc. Và một ngày nọ, tín đồ Muslimin khan hiếm nước và thời bấy giờ ở Matina không có nước để mà sử dụng. Thì người đã ra lệnh mọi người đào giếng. Người nói: ai đào được giếng Ruma thì y sẽ được thiên đàng. Thì thử hỏi ai đã là người tiên phong làm điều đó. Thì người đã đào được cái giếng nước Ruma đó chính là Uthman bin Affan. Ông ta đã bỏ tiền và bỏ công sức đào được cái giếng đó. Và một điều khác làm chúng ta sẽ ngạc nhiên hơn, đó là cứ mỗi thứ sáu hàng tuần thì ông thường thả hai nô lệ, một người nô lệ của mình, và ông ta đã dùng tiền mua một nô lệ của người khác, và cả hai được ông ta thả tự do. Một ngày nọ, mọi người lần lượt đến gặp thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam. Có tiếng gõ cửa đầu tiên, thì thiên sứ hỏi: ai vậy? Thì nói là Abu Bakr. Thì thiên sứ nói: cho vào và hãy nói với ông ta là người có thiên đàng. Thì một lát sau, có tiếng gõ cửa, thiên sứ hỏi: ai vậy? Thì mọi người nói: Umar. Thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam nói: hãy cho vào và hãy báo cho ông ta là người của thiên đàng. Thì lát sau có tiếng gõ cửa, thiên sứ hỏi: ai vậy? Thì mọi người nói là Uthman. Thì thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam nói: hãy cho vào và báo rằng ông ta là người của thiên đàng, nhưng ông ta sẽ không bao giờ chết với một cái chết bình thường. Nghĩa là ông ta sẽ không bao giờ chết giống những người bình thường khác, mà cái chết của ông ta chính là nguyên nhân khiến cho ông ta trở thành người Shahid và được vào thiên đàng sau đó. Như được giới thiệu ở trên, Uthman là một người rất là mắc cỡ và e thẹn. Và một lần nọ, bà Aisha kể, khi mà thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam đang ngồi trong nhà của mình dưới bầu dạng hở đùi, thì Abu Bakr xin vào thì người cho vào, và sau đó Umar xin vào thì người cũng cho vào. Thì lát sau Uthman xin vào thì người lật đật ngồi thẳng người trở lại và kéo quần áo tươm tất che khỏi đầu gối của mình. Thì bà Aisha ngạc nhiên hỏi: thưa thiên sứ của Allah, tại sao người có hành động lạ thế? Trong khi Abu Bakr và Umar đến thì người đã không có chỉnh sửa simi của mình. Tại sao Uthman đến thì người lại có thái độ chỉnh sửa như thế? Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói: phải chăng ta không biết mắc cỡ với một người mà cả thiên thần cũng mắc cỡ với y nữa hay sao? Nghĩa là cả thiên thần còn mắc cỡ với y, còn ta không biết mắc cỡ gì hay sao? Và một đường truyền khác, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: ta sợ rằng nếu như ta không chỉnh sửa nghiêm trang quần áo,
e là y sẽ không bao giờ nói ra điều mà y muốn nói với ta. Nghĩa là với cái sự mắc cỡ ngại ngùng của ông ta trước mặt này bị ăn mặc không tươm tất thì ông ta sẽ không bao giờ dám nói. Với cái sự e thẹn mắc cỡ của mình, Uthman đã từng nói: tôi chưa từng bao giờ tắm trần truồng bao giờ, bởi tôi biết được rằng Allah nhìn thấy được tôi thì làm sao tôi có thể trần truồng cho được. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói: người mà có bản tính e thẹn nhất trong cộng đồng của ta đó chính là Uthman bin Affan radiallahu anhu. Uthman tuy là người rất mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng ông ta lại là người không thể kiềm chế lòng của mình khi mà xướng đọc thiền kinh Quran, nhất là ông ta hành lễ Salat Qiyam Tahajjud trong đêm, và ông ta đã thức gần như là xuyên suốt đêm để mà hành lễ Salat. Có lần một người đàn ông đến gặp ông ta mà nói: này Uthman, ông đã đọc cả quyển kinh Quran chỉ trong một rách thôi ư? Thì Uthman đáp: đó là Salat Witr của tôi. Và Uthman, mặc dù là người lãnh đạo, là thủ lãnh của tín đồ Muslimin, nhưng ông ta đã không đánh thức bất cứ một ai hầu hạ mình khi mà ông ta thức dậy hành lễ Salat Qiyam trong đêm. Thậm chí ông ta tự mình lấy nước wudu. Và có lời trách móc thì ông nói: ban đêm là thời gian để cho họ nghỉ ngơi. Ban đêm là thời gian để cho họ nghỉ ngơi. Và ông Ibn Umar radiallahu anhu, ông ta nói: Allah subhanahu wa ta'ala đã thiên khải xuống câu kinh, và câu kinh đó ám chỉ về Uthman bin Affan. Đó là câu: Amman huwa qanitun ana al-layli sajidaw wa qaima yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbih قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Lẽ nào một người thức khuya đứng lại lo sợ cho đời sau và hy vọng nơi lòng nhân từ của Thượng Đế của y lại giống như kẻ thờ phượng Allah trong hoạn nạn và phủ nhận Allah trong lúc phồn vinh hay sao? Ngươi hả thiên sứ hãy nói, lẽ nào những người hiểu biết lại ngang bằng với những người không hiểu biết ư? Quả thật, chỉ những người thông hiểu mới lưu tâm. Vào thời của Abu Bakr chỉ gì, thì nạn đói xảy ra khắp nơi. Rất nhiều người nghèo và rất nhiều người thiếu thốn. Thì Abu Bakr đã kêu gọi mọi người quyên góp để mà cứu đói. Lúc này, Uthman đã trở về từ Sham đến Medina với một chuyến hàng buôn đầy ắp hàng hóa trên đó. Khi tới nơi, những người thương gia nhỏ lẻ đã đến gặp ông ta để mua hàng hóa. Họ nói: này Uthman, chúng tôi sẽ mua lại cho ông, cứ mỗi 10 đồng chúng tôi sẽ cho ông lời 1 đồng. Và người khác nói: tôi sẽ cho ông lời 2 đồng. Và người khác nói: tôi sẽ cho ông lời 3 đồng. Và người khác nói: tôi sẽ cho ông lời 4 đồng. Thì Uthman mới nói: còn tôi muốn mỗi 1 đồng tôi sẽ lời 10 đồng. Các người có làm được hay không? Thì mọi người mới nói: đó là điều chúng tôi không thể. Chúng tôi không thể nào mà mua bán như thế. Đó là ngoài sức của chúng tôi. Thì Uthman mới nói: còn tôi đã có cuộc mua bán như thế. Cứ mỗi 1 đồng tôi được lời đến 10 đồng kia kìa. Đó là tôi mua bán do Allah subhanahu wa ta'ala. Sau đó ông ta xây ngang mọi người mới nói: hỡi những người đang gặp nạn đói, hỡi những người khó khăn, đây là hàng hóa lương thực tôi tặng cho hết tất cả mọi người, không đòi lấy lợi bất cứ gì. Tôi tặng cho mọi người vì Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Quả thật, những ai đọc kinh sách của Allah, chu đáo duy trì lễ nguyện Salah và chi dùng những bổng lộc mà ta Allah đã cấp ban cho con đường chính nghĩa của ta một cách kín đáo hay công khai, với hy vọng cuộc đổi trác chỉ có lời không bao giờ thua lỗ, để Ngài có thể cho họ
đầy đủ phần thưởng của họ và ban thêm cho họ từ hồng phúc của Ngài. Quả thật Ngài là đấng hằng tha thứ, hằng tri ân. Và trong lúc Uthman chỉ vì ông đã mở được rất nhiều lãnh thổ và giải phóng được rất nhiều nơi như Armenia ở một vùng đất ở châu Á và rất nhiều vùng đất khác ở châu Phi và mở rộng được bờ cõi của Islam. Và có lời khẳng định rằng tín đồ Muslimin đã sống được một thời gian rất là hưng thịnh ở trong thời đại Uthman chỉ gì đó. Đã không ít lần ông ta đã phát quần áo, phát bổng lộc và chia súc vật. Thậm chí ông ta còn chia bơ và chia mật ong cho dân chúng. Và với sự rộng lượng, ông đã khiến cho người dân có cuộc sống ấm no, giàu có và đầy đủ. Khi mà tín đồ Muslimin tranh cãi nhau về Quran, bởi họ cho rằng họ mới đọc Quran đúng, còn giọng khác đọc là sai. Thế vậy, Hudhayfa đã đến gặp Uthman radiallahu anhu, nói rằng mong ông hãy thống nhất Quran lại, bởi ngày hôm nay có sự tranh cãi rất nhiều về Quran. Kẻo nếu như không có cái sự thống nhất làm liền ngày hôm nay thì sẽ có sự mai một Quran sau này. Thế vậy, Uthman mới ra cho người đến gặp bà Hafsa radhiyallahu anha để mượn Quran mà ông Abu Bakr trước đây đã viết thành một quyển. Nếu như hành động của Abu Bakr là người tập hợp Quran lại thành một quyển đã khó, thì cái việc mà Uthman quyết định cho việc thống nhất Quran vào thời điểm ông chỉ gì càng khó hơn rất nhiều lần. Sau đó ông cho gọi Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair và nhiều vị Sahaba khác, những người có tấm lòng kính sợ và ngoan đạo. Ông ra lệnh họ viết lại Quran ra thành nhiều bản. Khi mà Quran được viết xong thì ông đã trả lại quyển gốc cho bà Hafsa, con gái của Umar, và gửi tất cả những nơi mà Islam chỉ gì những quyển Quran đã được ghi chép lại bản sao. Và ông ra lệnh tất cả những Quran khác ngoài quyển Quran ta gửi đi đều phải đốt sạch. Thì kể từ đó, với sự phù hộ và bảo vệ của Allah subhanahu wa ta'ala, làm cho Quran trở nên thống nhất như đến ngày hôm nay. Uthman là một người mạnh mẽ đến nhường nào thì ông lại yếu đuối hơn như thế mỗi khi ông đi ngang nghĩa địa hoặc thấy được đám tang hoặc ông được nhắc đến cái chết. Điều đó làm cho mọi người ngạc nhiên hỏi tại sao ông lại khóc mỗi khi nhắc đến cõi mộ và cái chết. Thì ông nói đó là điểm đầu tiên của ngày tận thế. Nếu như tại đó được dễ dàng và thuận lợi thì những cái trạm phía sau rất dễ dàng và suôn sẻ. Còn nếu như tại nơi đó khó khăn thì những cái trạm phía sau đó càng khó khăn trùng trùng. Bởi ông biết rõ về cái chết. Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Rồi đến khi một trong số họ đối diện với cái chết, y mới vang nài kêu xin: lại thượng đế của bề tôi, xin ngài hãy cho bề tôi quay trở lại cuộc sống trần gian. Chắc chắn bề tôi sẽ hành đạo và làm thiện tốt mà bề tôi đã bỏ qua. Uthman đã là người được Nabi sallallahu alaihi wasallam báo trước là người có thiên đàng, nhưng ông đã không tự phụ và tự mãn cho điều đó. Mà ông đã nói, nếu như tôi được đứng giữa thiên đàng và quả ngục, và tôi không biết được mình sẽ được phán xử thuộc về phía nào, thì ngay thời điểm đó, tôi chỉ ước được mình chỉ là cát bụi mà thôi, đừng tồn tại trước đó bao giờ. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Những người cho đi những gì đã cho và tấm lòng của họ luôn lo sợ việc họ sẽ trở về trình diện thượng đế của họ. Nghĩa là những người họ đã là ngoan đạo nhưng họ vẫn không
gì đó mà tự mãn hay là tự phụ ý vào những gì mình đã làm tốt đẹp đó, mà họ luôn sợ hãi rằng Allah subhanahu wa ta'ala đã chưa chấp nhận ở nơi họ, có thế sẽ giúp họ có sự năng nổ hơn và nhiệt quyết hơn, cố gắng hơn trong việc hành đạo, kính dâng lên Allah subhanahu wa ta'ala. Còn nói về sự công bằng của Uthman bin Affan, thì trong một lần nọ, ông đã nổi giận đối với một người hầu nam. Thì là một con người nổi giận, vui buồn là một điều không thể tránh khỏi. Thì trong một lần nổi giận đó, ông ta đã nắm lỗ tai của người hầu nam đó, nhưng ông ta đã không nhéo, không làm gì cả, mà chỉ nắm sau đó buông tay. Thì khi hầu nam đó bước đi thì ông ta kêu trở lại. Thì hầu nam quay trở lại thì ông ta nói: giờ cậu hãy nắm lỗ tai ta lại đi. Thì người hầu nam mới nói: dạ, tôi không dám, hỡi thưa thủ lĩnh. Lúc này ông ta đã là thủ lĩnh và đây là người hầu của ông ta. Thì ông ta mới nổi giận, mới nói: này cậu bé, hãy nắm lỗ tai ta lại đi, đây là lệnh ta ra lệnh cho cậu. Thì cậu bé đã nắm tay ông ta và ông ta nói: hãy nhéo đi. Thì cậu bé mới nói: làm sao tôi dám, trong khi ông không đã làm thế đối với tôi. Thì ông ta nói: giờ đây tôi muốn cậu hãy trả thù đi, đừng có để đến ngày sau mà cậu đòi nợ tôi, bởi ngày hôm đó tôi không thể nào đền bù được cho cậu. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Những ai sợ sự trừng phạt của Thượng Đế của họ, quả thật sự trừng phạt của Thượng Đế của họ là điều mà không một ai có thể an toàn. Và một lần sau Salat Fajr, khi mà Uthman đã là thủ lĩnh, thì ông đã cho gọi mọi người ở lại. Thì có người đã thưa rằng ông Walid bin Uqbah đã uống rượu. Thì chúng ta biết Walid bin Uqbah là người anh em cùng mẹ khác cha với ông Uthman bin Affan, và đã có nhân chứng rõ ràng rằng ông Walid là người uống rượu. Thì lúc này ông đã ra lệnh thi hành án, đánh roi dưới ông Walid bin Uqbah. Thì đối với Allah subhanahu wa ta'ala đây là mệnh lệnh, bởi lẽ chính Nabi sallallahu alaihi wa sallam cũng đã từng khẳng định: nếu như Fatima con gái của Muhammad ta đây phạm phải tội ăn trộm thì ta cũng sẽ chặt tay nữ ta như thường. Bởi Allah subhanahu wa ta'ala đã phán: wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Và khi các ngươi phân xử các vụ việc giữa thiên hạ thì các ngươi hãy phân xử cho công bằng. Thì Uthman đã không sợ bất cứ ai, và cho dù người đó có là thân quyến của ông ta đi chăng nữa thì luật của Allah vẫn là luật của Allah, cần phải được thi hành đúng như là Allah subhanahu wa ta'ala đã phán bảo. Cũng vì cái hành động cương trực và công bằng đó đã gây hại trở lại đối với ông Uthman bin Affan, làm cho những kẻ giả tạo đức tin và kẻ thù của ông ta lợi dụng điều đó và bêu xấu ông, cho rằng y đã là người đối xử không tốt đối với dòng họ của mình, kể cả người anh em ruột của mình mà y vẫn mang ra đánh như thế. Đâu là tình của dòng tộc, đâu là tình con người, thì họ đã bêu xấu ông ta. Và điều đó họ muốn lợi dụng để mà kích động mọi người, muốn lật đổ và muốn phản động. Họ nói: xem kìa, thủ lĩnh gì mà lại không có tham gia trận Badr, thủ lĩnh gì mà lại chạy trốn bỏ ở trận Uhud, thủ lĩnh gì mà lại không có mặt ở cuộc hiệp ước Ridwan ở Hudaybiyah. Có một người đàn ông đã đi đến Medina cách xa hàng ngàn dặm. Ông ta đến gặp Ibn Umar, ông ta nói: này Ibn Umar, tôi muốn ông nói thật cho tôi biết, Uthman có phải là không tham gia bất trận bất đợt hay không? Thì ông Ibn Umar nói: đúng như vậy. Thì ông hãy cho tôi biết, có phải ông ta đã bỏ chạy ở ngày Uhud hay không? Thì Ibn Umar nói: đúng vậy. Và người đàn ông hỏi tiếp, có phải ông ta đã vắng mặt ở cuộc hẹn ước Ridwan ở tại Hudaybiyah hay không? Thì ông Ibn Umar nói: đúng vậy. Thì ông ta mới nói: Allahu Akbar, Allahu Akbar, thủ lĩnh gì mà lại như thế? Dường như ông ta muốn khẳng định rằng điều đó là một cái thiếu sót hay là một cái điều xấu tồi tệ nhất xảy ra đối với thủ lĩnh không xứng đáng để làm. Thì chúng thấy Shaytan và những kẻ giả tạo đức tin nó đã quấy động lên cái điều đó. Thì ông Ibn Umar mới nói: này người đàn ông, hãy quay trở lại để nghe ta giải thích đây. Nhưng Ibn Umar đã không biết rằng
cái tên đó y đã bị bệnh tâm lý, và ở y chỉ muốn xác định một điều để mà y dấy loạn mọi người, chứ y không hề muốn biết sự thật hay là chân lý bao giờ. Thì Ibn Umar mà nói việc Osman không tham gia trận Badr đó là lệnh của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam bảo ông ta ở lại giữ người vợ của mình đang bệnh nặng, đó là Ruqayya, cũng là con gái của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và việc Osman đã bỏ chạy ở trận Uhud thì đã được Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ rồi, làm sao chúng ta lại có thể trách móc hay là bắt lỗi những người mà đã được Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ tội lỗi cho họ. Và việc Osman không có mặt tại hiệp ước Ridwan là vì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã gửi ông ta đi đến Mecca làm sứ giả cho người, bởi lẽ tại thời điểm đó không ai tốt hơn Osman thực hiện cho việc đi sứ, và cái hiệp ước Ridwan nó không xảy ra cho đến khi thiên sứ sallallahu alaihi wasallam nghe được tin đồn rằng Osman đã bị giết ở Mecca, và điều đó thôi thúc Nabi sallallahu alaihi wasallam đi đến cuộc thề nguyện sống chết để mà trả thù cho Osman. Và thiên sứ đã giơ bàn tay của mình và nói đây là bàn tay của Osman, và thiên sứ đã là người bắt tay thề ước thay thế cho Osman. Đó là những nguyên nhân mà Osman đã không có mặt vào những cái thời điểm đó. Và thiên sứ sallallahu alaihi wasallam cũng đã từng báo trước cho Osman rằng này Osman, Allah đã khoác lên trên mình của con một chiếc áo, và những tên đạo đức giả muốn cởi chiếc áo của con ra, nhưng con đừng cởi nó ra. Và chiếc áo đó chính là vị trí thủ lãnh của Osman. Và kể từ đó, cái lời đồn xấu về Osman ngày càng nhiều hơn, làm cho những người từ phương xa tập trung ngày càng nhiều hơn đến Medina, và họ đã vây kín ngôi nhà của Osman và không cho ông ta đi ra, nghĩa là giam lỏng ông ta. Thì lúc này Osman đi gặp họ, sau đó Osman đi vào và gặp những người sahabat của mình và tập trung họ lại. Thì Osman nói, các ngươi có biết những người ngoài kia họ đang muốn gì không? Họ đang muốn giết tôi đó. Tại sao lại như thế? Trong khi Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói không được phép sát hại một người Muslim ngoại trừ một trong ba nguyên nhân, đó là phản đạo, và zina sau khi kết hôn, và giết người vô cớ. Còn ta đây chưa từng zina bao giờ dù trước hay là sau Islam, và không có tôn giáo nào được tôi yêu thích hơn là tôn giáo Islam đây, và tôi hãnh diện và tự hào về nó, và tôi cũng không phải là người sát nhân giết một người khác bao giờ. Vậy tại sao họ lại muốn giết tôi như thế? Nhưng những kẻ kia vẫn một mực muốn quay quanh và giam lỏng Osman, và ông và gia đình của ông đã bị giam trong nhà với thời gian rất dài, và thậm chí họ còn không cho ông uống nước, trong khi cái giếng Ruma là cái giếng do chính ông ta đào cũng không chịu cho ông ta lấy nước từ cái nước giếng đó. Thấy rằng bất công đến mức họ uống nước của ông mà lại cấm ông uống nước của chính mình. Cho đến một ngày nọ, ông ra đi ra ngoài gặp họ. Ông mới nói, này hỡi mọi người, tôi muốn mọi người hãy nói thật cho tôi biết. Chẳng phải thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã từng nói, ai chuẩn bị đầy đủ cho đoàn quân của ta đây, thì y sẽ được thiên đàng. Chẳng phải tôi đã là người chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ cho cuộc xuất binh của Nabi sallallahu alaihi wasallam giờ thì đó rồi hay sao? Thì mọi người mới nói, đúng rồi. Và ông nói, chẳng phải thiên sứ sallallahu alaihi wasallam cũng đã từng nói, ai đào được giếng Ruma thì y sẽ được ban cho thiên đàng. Chẳng phải tôi đã là người đào được cái giếng đó rồi hay sao? Thì mọi người mới nói, đúng rồi. Thế tại sao mọi người còn bao vây muốn hãm hại tôi đây? Thế là Osman quay vào trong. Thì lát sau Abu Hurairah đó đi vào và ông ta xin lệnh được giết những kẻ bao vây đó. Thì Osman đã không cho phép. Và ông ta nói, nếu như ông giết một người trong số họ là xem như ông đã giết toàn thể họ rồi đó. Rồi đến các vị sahaba trẻ trung khác, mạnh liệt khác, đó là Hassan, Hussein, Ibn Zubair và những người khác đến gặp ông và xin lệnh được giết chết những kẻ đó để mà giải dây cho ông, thì ông cũng đã không đồng ý. Và sau đó Ali đã gọi con trai của mình cùng nhau đến gặp Osman mới nói, thưa thủ lãnh, tôi muốn ông cho lệnh tôi giết những kẻ đã bao vây nhà của ông. Thì Osman đã không cho phép, và Ali đã cương quyết muốn thực hiện cái ý định của mình. Osman tập trung những người sahaba và bảo, chẳng phải ta đây là thủ lĩnh của các người hay sao? Họ nói, đúng, người là thủ lĩnh của chúng tôi. Thì ông ta nói,
ta ra lệnh cho tất cả mọi người hãy quay về nhà của mình và ở yên vị trí đó, không có bất cứ động thái hay là hành động nào cả. Và kể từ đó, Uthman trở về nhà của mình và ông ta luôn sướng đọc xuyên kinh Quran, và họ đã vây hãm nhà của ông ta đến tận 40 ngày. Thấy rằng Shaitan và những tên giả tạo đức tin đã cùng nhau xúi dục dấy gọi lên cuộc phản động muốn lật đổ Uthman, trong khi ở nơi ông ta không có bất cứ gì gọi là sai trái. Thì vào một đêm nọ, Abu Bakr Uthman radhiyallahu anhu đã nằm mơ thấy rằng Nabi cùng với Abu Bakr và Umar cả ba cùng ngồi ăn. Thì ông ta dự định đi vào ăn cùng họ, thì họ nói chưa đâu Uthman, ngày mai cậu hãy nhịn chay đi rồi đến đây xả chay cùng chúng tôi. Thì sáng đến, ông đã nói sự việc giấc mộng cho vợ mình nghe, và ông đã lấy Quran ra để mà sướng đọc, và ông hy vọng rằng mình sẽ được hội tụ cùng với ba người bạn của mình. Thì cũng vào một buổi sáng định mệnh hôm đó, một kẻ sát nhân đã bước vào nhà của Uthman. Bọn họ dám tấn công vào nhà của một vị thủ lãnh của họ. Thì khi thấy vợ của ông, hắn đã tán cho bà ta một bạt tai. Uthman nhìn hắn mới nói: này tên kia, ngươi đang làm gì thế? Allah sẽ cắt đứt đôi tay của ngươi, sẽ chặt đứt đôi chân của ngươi và lấy đi ánh sáng của ngươi, và Ngài sẽ quăng ngươi vào hỏa ngục. Lời nói đó làm cho cái tên sát nhân bắt đầu sợ hãi. Rồi mọi người lần lượt kéo vào nhà của ông, và cái tên xấu xa nhất, tồi tệ nhất trong nhóm của chúng nắm râu của ông kéo lên từ lúc ăn đang ngồi sướng đọc thiên kinh Quran, và y đã đâm lên người ông ta 9 nhát dao. Thì giọt máu đầu tiên nhiễu lên Quran, vừa lúc đó ông sướng đọc câu kinh فَسَيَكْفِيكَهُمُنْلَهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Một mình Ngài đủ giúp cho ngươi Muhammad đối đầu với họ, bởi Ngài là đấng hằng nghe, hằng biết. Thế là máu trên người ông ta chảy đầy khắp cả sàn. Tên sát nhân mới nói: trong 9 nhát dao đó, 3 nhát là vì Allah, và 6 nhát còn lại là soi dịu nỗi căm hờn trong lòng của ta. Y quả là tên nói dối. Cả thải 9 nhát đó không nhát nào vì Allah cả, mà đó chính là sự căm thù và giả tạo đức tin bộc phát trong lòng của những kẻ đã hãm hại ông ta. Thế là Uthman đã hy sinh ở độ tuổi ngoài 80. Ông ta đã hy sinh thân mình chứ không hề muốn gây hại đến bất cứ ai trong người dân của mình. Và vợ của ông ta đã khóc. Bà ta khóc chẳng những chia lìa người chồng tốt đẹp của mình, và bà ta còn tiếc cho một người đàn ông đã sống với Quran hàng đêm. Bà nói: các người đã giết chết ông ta rồi đó, trong khi ông ta đã sống trọn với Quran hàng đêm. Các người đã giết chết ông ta rồi đó, trong khi ông ta đã sống trọn với Quran hàng đêm. Nghĩa là Uthman đã sướng đọc Quran trong salat của mình và kết thúc Quran hàng đêm như thế. Chúng ta thấy còn ai tốt đẹp như Uthman radhiyallahu anhu nữa không? Và hình ảnh đó chúng ta sẽ khó mà bắt gặp được nó trong những tín đồ Muslimin hiện tại ngày nay, bởi họ không biết quan tâm đến Quran là gì. Và Uthman đã từng nói với Sahaba: nếu như con tim của chúng ta trong sáng thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy đủ với Quran bao giờ. Nếu như con tim của chúng ta trong sáng thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm giác đủ với Quran bao giờ. Và ông Zaid bin Habib, ông ta kể: đa số những kẻ xông vào nhà ám sát Uthman đều bị thần kinh ở cuối đời mà chết. Còn ông Abu Qulama nói: trong một lần tôi ở Sham thì tôi nghe một tiếng la rất lớn của một người đàn ông: khốn khổ thai, khốn khổ thai, lửa, lửa. Và cứ thế hắn la. Thì tôi đến gần cái âm thanh đó thì tôi thấy một người đàn ông bị mù, giữa hai tay bị cụp và hai chân bị cụp. Tôi hỏi: này người kia, anh bị gì thế? Thì y nói: tôi là người đầu tiên đi vào ám sát Uthman. Khi tôi gặp vợ của ông ta và tôi đã tán bà ta một bạt tai. Uthman nhìn tôi nói: ngươi làm gì thế hỡi người đàn ông kia? Rồi Allah sẽ cắt đứt đôi tai của ngươi,
chặt đứt đôi chân của ngươi, lấy đi ánh sáng của ngươi và quẳng ngươi vào quả ngục. Thì giờ đây, hai chân của tôi đã cụt, hai tay của tôi đã cụt và mắt tôi đã bị mù, chỉ còn mỗi lửa nữa thôi. Thật khốn khổ cho tôi, thật khốn khổ cho tôi, lửa, lửa. Và như thế, Uthman bin Affan radiallahu anhu, ông ta đã hy sinh. Ông ta thà hy sinh chính mình, chứ không hề muốn sát hại một ai, mặc dù họ là những người sai trái, mặc dù ông ta là người ở trên chân lý, nhưng ông ta đã không muốn gây hại bất cứ một người nào. Âu, đó cũng là lý do mà Allah subhanahu wa ta'ala muốn cho ông được hội ngộ cùng với những người bạn của mình. Ma'alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ula'ika rafiqa. Sẽ được ở cùng những người đã được Allah ban cho ân huệ thuộc hàng ngũ các vị nabi, các vị siddiq chính trực, những người shahid hy sinh vì chính nghĩa của Allah và những người ngoan đạo. Thật tốt đẹp thay cho sự đồng hành cùng với những người đó. Không còn gì hại được Uthman kể từ sau ngày hôm nay. Không còn gì hại được Uthman kể từ sau ngày hôm nay. Thì đây, chúng ta đã nghe xong sơ lược về tiểu sử của vị Khalifa thứ 3, một trong 4 vị thủ lãnh Khulafa Rashidin của Thiên sứ sallallahu alaihi wasallam, một trong 4 người bạn đời thân cận nhất của người, và là một trong 10 người được Nabi sallallahu alaihi wasallam báo là người của thiên đàng. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ chúng ta rút được nhiều bài học quý giá sau câu chuyện tiểu sử về vị lãnh đạo tinh thần của chúng ta Uthman bin Affan. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta sẽ được hội ngộ cùng mâm ở nơi thiên đàng cao quý. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ tội lỗi chúng ta những gì đã qua. Wallahu a'lam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.